ôn nhanh các xương, khớp và dây chằng ở bàn tay. Đây là các xương cổ tay, các xương bàn tay, các xương ngón gần, các xương ngón giữa và các xương ngón xa, các khớp cổ bàn tay, các khớp bàn ngón tay, các khớp liền ngón gần, và các khớp liền ngón xa. Ở ngón cái, có khớp bàn ngón và khớp liên ngón. Đây là mạc giữ gân gấp và đường hầm bên cho dây thần kinh trụ, còn gọi là kênh huy ông. Đây là mạc giữ gân duỗi, bao gân gấp. Dây chằng gan tay của khớp bàn ngón. Dây chằng bên của khớp bàn ngón. Cơ chế duỗi. Và cân gan bàn tay.